Hà Nội chuẩn bị đấu giá hơn 60 lô đất, giá khởi điểm cao nhất 9,5 tỷ đồng lô. 61 lô đất tại Long Biên, Đông Anh, Phúc Thọ chuẩn bị được mang ra đấu giá, giá khởi điểm dao động từ 6,3 đến 75 triệu đồng trên mét vuông. Công ty đấu giá hợp danh số 5 quốc gia vừa ra thông báo đấu giá tài sản của Trung tâm Phát triển Quỹ đất quận Long Biên. Cụ thể, quyền sử dụng đối với 4 thửa đất thuộc các ô quy hoạch B.4NO1 và 1 thửa đất thuộc ô quy hoạch B.4LX2, phường Thượng Thanh, quận Long Biên, thành phố Hà Nội. Các thửa đất có diện tích từ 77 đến 159 m2 ô với mức giá khởi điểm từ 59 đến 75 triệu đồng trên mét vuông. Trong đó, mảnh đất có giá khởi điểm cao nhất lên tới gần 9,5 tỷ đồng. Hình thức, phương thức đấu giá đất bằng bỏ phiếu kín trực tiếp tại cuộc đấu giá theo phương thức trả giá lên. Khách hàng tham khảo thông tin hồ sơ mời đấu giá trực tiếp tại Trung tâm Phát triển Quỹ đất quận Long Biên. Cuộc đấu giá đất được tổ chức lúc 8 giờ 30 phút ngày 28 tháng 7 tại Hội trường Nhà văn hóa Phường Gia Thụy. Công ty đấu giá hợp danh Lạc Việt vừa ra thông báo đấu giá tài sản của Ủy ban Nhân dân huyện Đông Anh. Cụ thể, quyền sử dụng 25 thửa đất để xây dựng nhà ở tại thôn Đình Tràng, xã Dục Tú, huyện Đông Anh. Các thửa đất có diện tích từ 70 đến 103 m2 thửa đất với giá khởi điểm từ 27,3 đến 38,1 triệu đồng trên mét vuông. Hình thức, phương thức đấu giá, đấu giá từng thửa đất bằng bỏ phiếu trả giá trực tiếp tại cuộc đấu giá theo phương thức trả giá lên. Cuộc đấu giá được tổ chức lúc 8 giờ 30 phút ngày 15 tháng 7 tại hội trường Trung tâm Chính trị huyện Đông Anh. Công ty đấu giá hợp danh Lạc Việt vừa ra thông báo đấu giá tài sản của Trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện Phúc Thọ. Cụ thể, quyền sử dụng đất ở đối với 26 thửa đất tại vị trí 2 khu Hồ Vân, xã Cẩm Đình nay là xã Xuân Đình, 5 thửa đất điểm X10, xã Ngọc Tảo, huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội. Các thửa đất có diện tích từ 87 đến 101 m2 thửa với mức giá khởi điểm từ 6,3 đến 15,4 triệu đồng trên mét vuông. Hình thức, phương thức đấu giá, đấu giá từng thửa đất bằng bỏ phiếu trả giá trực tiếp tại cuộc đấu giá theo phương thức trả giá lên. Cuộc đấu giá được tổ chức lúc 8 giờ 30 phút ngày 17 tháng 7 tại hội trường tầng 3, tòa nhà mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể huyện Phúc Thọ.